Hồi nói chung hồi đó mới chôn cũng sợ lắm, ma mà ai không sợ, rất nhiều quen à. Dạ. Mình cũng đâu có chọc vẹo gì người ta đâu. Có khi đi ngay đó đứt mũ, đứt dây hoài cái nó đi. À, thôi giờ cô bác chẳng qua qua phần rồi, thôi tôi cũng nghèo khổ đi làm ăn thôi, cô bác phù hộ tôi đi về suôn sẻ vậy thôi, là bình thường đi, bình thường không đứt nữa không gì hết á. Mà không đứt dây đứt đứt, đứt dây gì ạ? Đứt dây cái dây mà hồi đó mình treo bịch mai lông đó, treo mũ đó. À. Đứt hoài đứt riết, trời ơi phi tối khổ, tôi chọc ghẹo tôi làm chi vậy trời. Thôi cô bác không không cảm đi, để cho tôi đi đi, tôi đâu chọc ghẹo gì cô bác đâu. Vâng, cái gì vậy đi. Bây giờ là đêm rồi, chúng tôi đang có mặt tại nghĩa trang đường sắt. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi vào trong để thử tìm kiếm xem có những cái tín hiệu gì từ thế giới bên kia hay không. Bây giờ thì chúng ta trước mắt cứ đi một vòng, sau đó thì sẽ cùng nhau tìm những sóng âm ở chính nơi này, một địa điểm đầy những oan hồn. Trong những cái chết đến với con người thì chết vì tai nạn giao thông có khả năng tạo ra oan hồn nhiều nhất, vì nó đến bất ngờ, không có sự thông báo trước. Có khi sáng còn vui vẻ thì chiều đã ra đi mãi mãi. Ai cũng có thể là nạn nhân và đón nhận một cái chết đau đớn không toàn vẹn nhất. Cách đây hơn 30 năm, vào năm 1982, có một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng mà số lượng người chết lên đến hơn 200 người, cao nhất trong lịch sử giao thông Việt Nam. Chúng tôi đang có mặt tại nghĩa trang đường sắt ngày 17 tháng 3 năm 1982. Nơi đây hiện nay vẫn còn gần 100 nấm mồ, đặc biệt tất cả chúng đều là những nấm mồ vô danh. Đây là nạn nhân của một tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc. Đó là một chuyến tàu từ Nha Trang tới Sài Gòn đã bị trật bánh và lật. Khi vụ tai nạn xảy ra, tôi và nhiều bạn đang xem clip này vẫn chưa sinh ra, và chúng ta hầu như chưa bao giờ nghĩ có một vụ tai nạn với số lượng người chết nhiều đến như vậy. Trên lý thuyết, đường sắt rất an toàn vì được ưu tiên tuyệt đối và có đặc điểm độc đạo, nhưng thực tế nhiều tai nạn đã xảy ra. Vào hồi 5 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1982, đoàn tàu mang số hiệu 183 xuất phát từ Nha Trang đến km 1668+400 gần ga Bầu Cá, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã bị lật. 10 trong số 13 toa xe đã văng ra khỏi đường ray. Riêng đầu máy văng lên một gò đất cao cách đường ray vài chục mét. Lái tàu, phụ lái, nhân viên thực tập và hàng chục nhân viên theo tàu thương vong.
số hành khách bị chết lên đến hơn 200 người. Cái hồi đó là theo tôi biết ấy, cái đường nó còn cong, thành phố đó. Dạ. Nó lên nó cong, nó lên đây này. Thì nó đi cái xe đằng kia nó đi về. Theo tôi biết cái xe ở trên, không biết là ở Long Khánh về là ở Bắc là bảo tôi không biết. Tôi chỉ biết là đi về. Thì về cái đường cong cong này, đâm vào kia cái, đâm đầu vào. Thì nó hất cái khúc giữa lên. Nó đâm cái đầu nó vào cái bờ tường này. Thế là làm sao nó giống lên. Khúc giữa nó vào cao lên, nó dập xuống. Chết thì chỗ này, có cái miếu đây, xuống chỗ cái miếu thì hỏi rõ ràng hơn. Dạ. Có cái miếu ra là cái miếu đó. Cái miếu thờ mấy người chết ấy. Dạ. Ngoài dưới đây có cái chợ, bây giờ nó là cái chợ đấy. Đây là cái miếu nhỏ, nơi năm xưa đã từng xảy ra cái vụ tai nạn đường tàu ở đây. Tất nhiên là đường tàu bây giờ người ta đã di chuyển đi rồi. Hiện nay thì gần như những cái vết tích nó đã bị xóa mờ. Người dân rồi ngay cả một cái chợ cũng đã mọc ra ở đây. Chỉ còn duy nhất một cái miếu này, nếu mà không nói thì cũng không thể biết được đây là cái nơi tai nạn năm xưa hay chỉ là một cái miếu bình thường thôi. Tôi sẽ thắp mấy nén nhang để cầu mong cho những cái người đã hy sinh họ cảm thấy được thanh thản. Trời ơi, cái hồi đó tôi đi coi trên đó, kẻ đứt đầu người, đứt tay, đứt chân gì cứ hả? Người nào mất cái giò thì ráp vô cái giò, người mất nào cái đầu ráp vô cái đầu, chứ có biết cái đầu của ai đâu ráp. Thời đó đi lên coi luôn, rồi sau này mấy ông bắt cứ nhạ người vậy đi chôn. Rồi cái lấy mấy cái lái mấy ông mà có mấy cài đó, của nhà nước thôi, cho bản mỏng cái khép lại, mấy tấm bản khép lại, học vậy chắc lên làm như cá mòi vậy đem chôn, đồng quẹt chôn. Mấy ông cũng bắt ở dân đi chôn chứ ai chôn. Một số nạn nhân tìm thấy danh tính và có người nhà nhận diện được đưa về nhà, còn lại 113 người vô thừa nhận được an táng tại nghĩa trang đường sắt. Theo anh Lý Thoại Phương, ngụ tại Gò Vấp, có mẹ chết trong tai nạn lật tàu cho biết, khi vào nhận tiền bồi thường vào những năm 80 là 3.000 đồng một người tại văn phòng phía Nam của Tổng cục Đường sắt trên đường Hàm Nghi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 3 năm 1982. Nguyên nhân tai nạn được các giới chức đường sắt xác nhận là mất thắng, do sự cố này đã làm cho tàu tăng tốc chỉ có thể lên đến 200 km/h, nên khi đến cua chữ C gần ga Bầu Cá thì xảy ra vụ tai nạn. Phải mất vài tháng sau, cung đường sắt xảy ra tai nạn mới được ngành đường sắt sửa chữa, khắc phục xong. Đến năm 1992, ngành đường sắt bắt đầu di rời cung đường khúc cua này qua hướng khác cho tàu chạy an toàn hơn, cách vị trí cũ 500m. Cũng từ đó, ga Bầu Cá không còn tồn tại trên hệ thống đường sắt Việt Nam nữa. Dãy nhà ga cũ sau này được thanh lý bán lại làm nhà ở cho các công nhân đường sắt về hưu. Đến nay, sau 36 năm vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về sự cố này được công bố. Vào cái thời điểm xảy ra vụ tai nạn cách đây 36 năm thì hầu hết những nạn nhân đều không có giấy tờ, vô thừa nhận, và điều đặc biệt kinh khủng hơn đó chính là những cái xác đó không còn được nguyên vẹn. Tôi cũng không biết rằng trong những nấm mồ ở đây liệu có được chôn cất đúng cái phần thi thể của họ hay không. Sau 36 năm thì tôi thấy nghĩa trang này cũng đã được có sự chăm sóc của con người. Tuy nhiên thì có một vài cái điều đặc biệt. Đầu tiên, ở ngay cổng đi vào nghĩa trang thì có 3 nấm mộ. Ở đây thì đều là những nấm mộ được
có ký hiệu của thánh giá. Có thể là những người này thuộc Thiên Chúa, hay là có một lý do gì đấy mà tôi cũng không thể hiểu được. Ở đây có chữ Maria, đây là Phêrô và Teresa, và ở đây thì có một số nấm mộ đã được bốc lên. Đây là những dấu hiệu của việc bốc mộ này. Phải chăng là do những cái nhà ngoại cảm họ đã giúp đỡ gia đình tìm được những cái nấm mộ này, hay là xét nghiệm ADN, thì cái này thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng là đã có một vài nấm mộ được bốc lên. Ở kia có một cái tổ mối rất là to. Đây là một tổ mối nằm trong khuôn viên của nghĩa trang. Tất cả những nấm mộ đều giống như nhau, đều có những tấm bia ghi là mộ VG, tức là vô danh, và được cắm những bông hoa bằng nhựa. Ở đây thì có một nấm mộ rất là to, được xây cất cẩn thận ngay giữa của nghĩa trang luôn. Đây, để tôi xem. À, ở đây có ghi phần mộ. Trong hai ngôi mộ này có phần mộ mẹ chúng tôi. Phần mộ còn lại, nếu có thân nhân xin liên hệ cùng chúng tôi để tìm hiểu. Liên lạc số điện thoại 0972227811, 0163650199. Cảm ơn. Tức là có một người thân nào đó đã tới đây và biết được rằng ở đây là có mộ của mẹ mình chăng? Trong hai ngôi mộ này có phần mộ của mẹ chúng tôi, phần mộ còn lại. Thật là khó hiểu. Tức là trong hai, đây là một cái mộ đôi đúng không? Tức là đây là một cái mộ đôi, và một trong hai cái mộ này là có người đã nhận được ra rồi. Và người ta ghi rằng phần mộ còn lại, nếu có người đến nhận thì xin liên hệ cùng với chúng tôi, thì làm sao mà biết được mà nhận đó là mộ của ai hay như nào, đúng không? Rất khó hiểu. Tôi cũng thấy ở bên cạnh nghĩa trang có một cái cây. Cây này là cây điều thì phải. Nhìn xa xa thì có nhiều cái quả đỏ trông rất là bắt mắt. Tưởng là quả roi theo tiếng miền Bắc, hay là quả mận theo tiếng miền Nam. Tuy nhiên khi tôi lại gần thì tôi phát hiện ra đây chính là những quả điều hay là đào lộn hột. Những hạt điều này, hạt của nó rất là to, to hơn so với những cái hạt điều mà chúng ta thường ăn. Không hiểu là vì nó hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở đây hay vì một lý do nào khác. Thì ông có thể kể lại cái diễn biến của ngày hôm đó không ạ? Ngày hôm đó thì nói ra là khoảng 5 giờ đó, lúc tôi đang đi dự lễ thì cũng chưa biết là cái gì, nhưng mà nghe thấy ở như trên phía Hưng Long á, thấy có miếng mấy tiếng súng nổ đẹp đẹp trên đó, không biết là chuyện gì. Thế sáng ngày ra khoảng 7 giờ thì nghe bảo là tàu lửa chật đường ray. Thì tôi cũng có lên, tôi lên mà tôi thấy người ta đang cứu hộ thì tôi cũng thấy người ta chết nhiều, tôi ngán tôi đi về luôn. À, tức là ông đầu tiên lúc đầu là thấy chết nhiều quá là ông cũng sợ đúng không? Không sợ. Họ lên thì họ sắp hàng dài ở đây, họ đắp chiếu hết rồi, nhưng mà vẫn còn những người đang kẹt đây, đang cứu hộ. Thế là tôi về luôn thì đến trưa, quá trưa khoảng 1 giờ là được tin xã nói là đi ra cái chỗ miếng đất đó đào 200 cái huyệt. Thì chúng tôi ở khu 4, chúng tôi đi hết ra ngoài, nó đào đông như chợ, đông lắm.
Lúc đó là chính quyền huy động là đi đông lắm. Đào xong thì đào xong 200 cái. Thì lúc đó mặt trời nó xuống, nó xuống gần ngọn cây này. Thì là xe tải chở quan tài về là chỗ đêm. Nhưng mà chỉ chôn hết một nửa cái chỗ đó thôi. Còn một nửa thì như nào? Còn nửa thì lại lấp trả lại cho dân đấy, trả lại đất cho dân hoặc sản xuất thôi. Trước là chỗ đó người ta cũng trồng cây mì đấy, người ta nhổ lên rồi. Đất để trống thì là chính quyền là cho đào chỗ đó. Không nguyên cũng có người, cứ mà có người thì cũng chấp vá. Tại vì nó nát thì nó chỉ xác định được cái đầu thôi phải không? Còn chân tay thì có thể là người khác, người nọ, người kia, chứ làm sao mà biết được cái chân tay. Tại vì nó chết nhiều mà. Về sau này có cái thông tin báo nó đăng đấy, họ mới biết. Có nhiều người họ về họ bảo tôi xưa nay cũng không có biết. Chỉ biết thân nhân là đi xe lửa rồi không thấy về thôi. Thì bây giờ thấy báo đăng này ở đây thì chúng tôi lên đây tìm. Có người ở Quảng Ngãi họ nghe đấy tin tức thì anh ta vào thì tôi thấy cái đầu của anh ta là mất một mảng. Tôi cũng sợ mà. Mất mảng đầu, thế xong anh mới giới thiệu, anh bảo là tôi trước tôi đi xe lửa nhưng mà tôi còn bé. Hai anh em tôi đi. Mà đến khi mà tôi vào bệnh viện rồi, đến khi tôi chữa khỏi rồi thì hỏi ông anh thì không ai biết. Như vậy thì chắc chắn ông anh tôi chết ở đây. Mà thì xưa nay có ai dòm ngó thế đâu. Để cỏ hoang mà. Thế thì sau này thấy bà con là đi thăm rồi. Người ta cứ lên thăm rồi thấy cũng chẳng có vào được, cứ đứng ở ngoài ngó thôi. Thế tôi bảo thôi anh em ở đây thì tình nguyện ra làm cái đem mấy cái máy cưa ra tôi cắt hết. Cắt sạch xong rồi là dọn sạch. Dọn sạch cái mộ bia cũng không có. Thế rồi tôi mới bảo anh em là thôi bây giờ làm sạch rồi mà nó cũng chẳng ra nghĩa trang thì thôi giờ mỗi anh em mỗi người ủng hộ tí làm cái bia đấy, làm cái bia vô danh là tụi tôi làm. Cái cổng bây giờ là xây là đẹp đấy chứ ngày trước thì cũng có cái cổng nhưng mà chỉ làm đơn sơ thôi, chẳng có chữ nghĩa gì cả. Ở đấy ở trong này có khu dân cư thì đêm họ đi ra là họ sợ lắm. Thì bây giờ chúng tôi mới dòng, chúng tôi làm xong tôi dòng cây bóng mát xung quanh đấy. Mà bây giờ trong đó họ đang ý kiến tôi là đừng có để cái cây đó, chúng tôi đi ra cũng ngán lắm. Cháu bảo thế còn cái mộ mà ghi là một trong hai ngôi mộ này là mẹ của chúng tôi thì... Nó là như vậy. Có người đi từ Phan Rang vào mà bà đó lại có người làm ở đường sắt. Thì khi đường sắt mà xong, mai táng xong rồi thì là mới bà mới vào và mới tìm thì họ mới lấy sơ đồ ra, họ chỉ, họ bảo đây cái mộ này là cái mộ của bà nằm đây. Thì bà... Ngoại cảm nhé. Không, đường sắt nó chỉ đấy, tại vì mới chôn xong họ vào mà. À vâng. Họ là con cái của họ là làm nhân viên đường sắt ở ngoài Phan Rang. Cho nên họ bà già đi mà không có về mà nói là tai nạn thì mới vào được hỏi ngay. Hỏi ngay thì họ bảo là theo sơ đồ thì bà nằm cái mộ này. Cái bà ấy ra đường tàu bà ấy nhặt đá và bà để chung quanh đây. Giá mà bà ấy để một cái dấu gì cho nó quan trọng đó thì nó không có lẫn. Đến khi một người khác người ta đến, người ta thấy, người ta nhận cái mộ, người ta cũng lại đấy, người ta đổ đá, người ta để đây. Thế giờ bà ấy vào biết cái mộ nào đá đồ nào không. Thế là bà ấy xây luôn. Nó mới để cái chữ đó. Thế tại sao người ta không xét nghiệm ADN luôn nhỉ? Chắc nó cũng tốn kém, nó cũng giả. Hồi đó bà ấy lăn một cục đá to và để nó đi. Thì nhớ là cục đá là mẹ của tôi thì xong rồi. Hoặc là họ lúc đó nó đâu có bao nhiêu tiền đâu ra bảo nó đốc cho cái bia để cắm vô. Thì đâu có mất mộ đúng không? Bà Thân Thánh là cái tôi ở đấy mà tôi cũng không biết chuồng lúc nào. Đến lúc mà tôi vào tôi cắt cây tôi mới thấy. Thì tôi hỏi ra thì họ nói là thai nhi. Tức là những người ta sanh rồi người ta nó bị chết non á. Người ta đem người ta mai táng đại đấy. Chôn đấy luôn ạ? Chôn đấy luôn, tôi cũng không biết vì trước đây có ai quản lý đâu. Thì nó cứ âm u cũng chẳng ai vào thì họ chôn lúc nào mình cũng chẳng biết.
tôi chỉ nghe thấy họ nói là xe đi mất thắng thế gì đó. Thế người kia nghe họ nói vậy cũng chẳng có chính xác hay không, có ai xác nhận đâu mà biết là nó chính xác hay không. Họ chỉ đồn vậy, họ đồn là xe mất thắng. Và bây giờ thế hệ đó bây giờ nghỉ hưu và chết hết rồi. Bây giờ hỏi các thế hệ mới thì đi hỏi họ, họ không biết gì hết. Vậy là những phán đoán của tôi về khu nghĩa trang này là đúng. Đó là những nạn nhân đã phải gặp một cái kết vô cùng thảm khốc. Họ không những chết một cách bất ngờ, không được báo trước, mà cái thân thể của họ cũng không được toàn vẹn. Chắc hẳn đó là những cái chết vô cùng đau đớn và oan khuất. Tôi nghĩ rằng nếu như có một thế giới bên kia, một thế giới mà chúng ta không hề biết, thì đây cũng là nơi mà có những cái tín hiệu sẽ rất là rõ ràng. Có thể nó ở dạng những cái sóng âm, hoặc là ở một cái dạng nào đó mà tôi đang mong muốn tìm ra được, hoặc là có một cái kết nối được với họ. Tôi biết rằng 36 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để cho hồn bay phách tán. Nhưng biết đâu có một điều gì đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây thì sao? Tôi sẽ quay trở lại đây vào đêm nay.